Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn lưu lang trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 3 năm 2021 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những dòng hàng lan mới đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô hàng trầm tím. Đây là trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Trầm tím hàng rừng, hàng chuẩn bị đến mùa hoa mùa nụ rồi. Và hàng rừng này thì em đã chọn lựa cắt tỉa khá là kỹ. Và cái hàng này thì cái hàng rừng, tuy nhiên là hàng rừng nhưng mà cái tỷ lệ thân hoa gãy dập thì rất là ít ạ. Đó. Cũng sẽ có một số cây nó chỉ bị gãy đầu ngọn một xíu như vậy thôi. Nói chung là cũng đã chọn lựa rất là kỹ luôn rồi ạ. Trầm tím hàng rừng thì em xin phép được bán với giá là 900.000 cho 1 kg trầm tím hàng rừng. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiếm lô hội. Dòng kiếm lô hội này thì với những cái bông hoa chùm dài rất là đẹp ạ. Kiếm lô hội em bán với giá là 70.000 cho 1 kg kiếm lô hội. Và bên này là dáng hương đuôi sóc, dòng dáng hương đuôi sóc hàng lá xếp. Hiện tại một số cây đã bắt đầu là nhú nụ. Đây này cô chú anh chị này. Đó, một số cây đã bắt đầu là nhú nụ như thế này. Nên là khi mà cô chú anh chị lấy cái đuôi sóc mùa này thì hứa hẹn sẽ được được chơi một mùa hoa trọn vẹn đẹp. Đó, này cây nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vẫn nhú hết nụ như thế này nhá. Nói chung là hàng mà đang tầm mùa nụ nhú xinh. Đó, dáng hương đuôi sóc với giá là 140.000 cho 1 kg. Và bên này là em có dòng long tu xuân, hiện tại đang là mùa mầm. Nó vừa mới đang trổ hoa và cũng là cái mùa tầm ghép, mầm ghép lên đẹp như thế này. Em bán với giá là 210.000 cho 1 kg long tu xuân. Và bên này thì em còn có một cái lô vôi này, vôi bắc ạ. Vôi bắc này thì cô chú anh chị thấy là nó cũng đang bắt đầu là lên mầm này. Đấy, hàng này thì nói chung là cái lô này thì nó cũng là lô hàng không đẹp nhá. Em bán để cô chú anh chị sưu tầm làm giống với giá là 100.000 cho cái lô hoàng thảo vôi bắc này. Và một ít cái hoàng thảo hoàng lạp ạ. À đâu? Hoàng thảo vảy rồng chứ. Những cái giàn hành rất là chắc khỏe. Có bao nhiêu dề nhỉ? 1 này, 2 3 4 5 6 7 dề. 7 dề vảy rồng này em bán với giá là 30.000 nhé, 30.000 cho cái lô vảy rồng này. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng hải yến với những cây hải yến lá xếp rất là xinh này. Và dòng hải yến mùa này thì cũng đang chuẩn bị là đến mùa nụ rồi. Hải yến với giá là 150.000 cho 1 kg. Sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo ý ngọc, hiện tại thì cây đang nụ nhú nụ tuyệt vời luôn. Nói chung cô chú anh chị mà lấy ý ngọc tầm này thì sẽ được chơi một mùa hoa trọn vẹn luôn. Cô chú anh chị nhìn này. Đó, tất cả đều bắt đầu là nhú nụ rất là xinh như vậy thôi nhá. Nên là khi mà vận chuyển đóng gói gần như là sẽ không có ảnh hưởng nụ. Hứa hẹn cô chú anh chị có một mùa nụ, mùa hoa tuyệt vời từ cái dòng ý ngọc này. 180.000 cho 1 kg ý ngọc. Và bên này là dòng lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu này thì thân cũng rất là chắc khỏe này. Hiện tại cũng đang lên mầm gốc đấy ạ. Bắt đầu lên những cái mầm gốc như thế này. Đó, cô chú anh chị có thể sưu tầm để mà trồng chăm. Cũng là dòng lan dễ thuần dễ chăm. Ngọc thạch 3 màu này em bán với giá là 120.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là đặc biệt là lô kèn Lào. Đây là kèn tím, kèn hoàng thảo kèn rừng Lào cô chú anh chị nhá. Những cái bông kèn rừng Lào thì phải nói là cái độ tím của nó là tím đậm xuất sắc luôn. Và kèm với đó là cái bông hoa rất là to. Những bông hoa kèn tím, kèn rừng Lào này rất là to mà cực kỳ là đậm đà, rất là đậm màu. Nói chung cái lô hàng kèn này thì hiện tại còn một vài bông nở thôi. Còn đa số thì là nó đã tàn hoa rồi, mầm gốc đang lên. Và hàng kèn rừng Lào này thì đảm bảo cô chú anh chị sẽ dễ thuần, dễ chăm hơn những cái vùng khác ạ. Và cái dòng kèn này thì em xin phép được bán với giá là 620.000 cho 1 kg cô chú anh chị làm giống nhé. Và bình thường thì từ trước nay thì hàng kèn Lào cũng khá là ít. Mà nếu như có thì cô chú anh chị thấy là người ta cũng bán phải trên 1 triệu cho 1 kg. Đó là hàng kèn rừng Lào ạ.
Thì ở đây em bán với giá là 620.000 cho 1 kg, em bán từ 0,2 kg. Để cô chú anh chị có thể sưu tầm cái dòng kèn rừng Lào với cái sắc tím cực kỳ là đậm đà, rất là tuyệt vời. Còn bên này là dòng lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì thời điểm bây giờ cũng còn có lác, hiện tại là một số cây đã nở hoa, còn lác đã còn một số cây cũng đang nụ, nhưng mà vì là nụ lớn nên là đóng gói vận chuyển nó cũng có hỏng nụ nhiều này cô chú anh chị này. Chủ yếu là làm giống ạ. Và cái hàng này thì em xin phép bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Bên này là dòng lan kiếm tiên vũ. Có thể sổ những cái mặt bông rất là đẹp từ dòng kiếm tiên vũ này. Kiếm tiên vũ em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn hiện tại thì một số cây đã nở hoa, một số cây vẫn còn nụ như vậy nhá. Đó. Nói chung ấy mùa này tầm này thì gà tròn thì chủ yếu để mà làm giống cho mùa sau thôi. Cái thân rất là dài, chắc và khỏe luôn. Cứng cáp rất là đẹp, mầm gốc thì tầm này nó cũng chưa lên cô chú anh chị ạ. Nên là tầm ghép rất là đẹp. Gà tròn 180.000 cho 1 kg ạ. Bên này là cái lô đai châu. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em hàng đai châu bản lá mít, rất là đẹp như thế này. Đó. Cái hàng này thì hôm nay em có cái hàng rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 8 cây trên 1 kg nhá. Những cây này thì chắc chắn đến Tết tới này cô chú anh chị sẽ có những cái giò lan đai châu thuần đẹp tuyệt vời. Nếu như cô chú anh chị sở hữu những cây đai châu của ngày hôm nay. Đai châu này em bán với giá là 550.000 cho 1 kg. Tầm bây giờ thì cái rễ của nó, non của nó đang bắt đầu là nhú ra mới ạ. 550.000 cho 1 kg. Cái đai châu rừng bóc trụ bản lá mít, lá dày, rất là đẹp. Và bên này thì em có 3 cái lô hoàng thảo vôi, 3 lô hoàng thảo vôi nhỏ hơn này này. Đó, mỗi một lô hoàng thảo vôi này nhỏ này thì em bán với giá là 60.000 cho một lô nhá, để cô chú anh chị có thể sưu tầm làm giống. Đây là hàng vôi Bắc nên đảm bảo cô chú anh chị là cái mặt hoa của nó sẽ rất là tím đậm. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan cát lai a. Đây là dòng lan cát mini với cái sắc hoa hồng Giáng sinh rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Hàng này thì rất là dễ thuần, dễ chăm. Những cái chậu này thì em đã trồng thuần và hiện tại bắt đầu một số cây đang bắt đầu là nhú những cái mầm gốc rất là đẹp luôn rồi. Nhú những cái mầm mới rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị nhá. Cực kỳ dễ thuần, dễ chăm. Hàng này siêng hoa, nó sẽ cho mình hoa suốt quanh năm cô chú anh chị nhá. Bắn rễ rất là khỏe đẹp luôn. Và những cái chậu cát lai a, dòng lan cát hồng Giáng sinh này. Em có duy nhất là 4 chậu thôi ạ. Chậu nào thì cũng như chậu nào, rất là xinh với bông hoa cực kỳ là quyến rũ luôn. Đó, sắc đẹp rất là quyến rũ như thế này. Em bán một chậu cát hồng Giáng sinh này chỉ với giá là 110.000 cho một chậu nhá. 110.000 cho một chậu ạ. Đây em có một cái chậu thiên nga đen. Duy nhất một chậu thiên nga đen này, hôm nay có khách hàng chốt. Có rất là nhiều khách chốt thiên nga đen, tuy nhiên thì em chốt cho khách sau người ta hủy đơn. Nên là em sẽ bán lại chậu thiên nga đen duy nhất này với giá là 150.000 nhá. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu vũ nữ. Dòng này thì đã là hàng thuần trồng ở Việt Nam mình rất là lâu năm rồi. Nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm, tất cả những cái chậu này đều là hàng thuần ở Việt Nam mình cô chú anh chị nhá. Trước tiên đó là dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Vũ nữ hoàng hậu xanh chỉ cần một chậu như vậy thôi, cô chú anh chị thấy này, đã có một cái, cô chú anh chị đã có thể sở hữu ngay một cái giò hoa rất là đẹp. Dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này thì vòi hoa của nó vươn cực kỳ là cao dài, nên cô chú anh chị tùy thích có thể tạo dáng của bông hoa theo cái sở thích của mình ạ. Và những cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, kích cỡ của chậu vũ nữ hoàng hậu xanh bên em như vậy ạ, khoảng tầm 3 giả hành trở lên, 3 giả hành to nhỏ trở lên nhé. Và một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy, giả hành to bự bằng cổ tay luôn, em bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi. Và tiếp sang bên này đây là em có chậu vũ nữ bạch ngọc. Vũ nữ bạch ngọc này, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt hoa của dòng vũ nữ bạch ngọc. Vũ nữ bạch ngọc này thì cũng rất là siêng hoa. Và đây là mặt bông của dòng vũ nữ bạch ngọc nhá. Đây ạ, một chậu vũ nữ bạch ngọc như vậy này. Hàng này thì cũng sẽ rất là siêng hoa. Em bán một chậu vũ nữ bạch ngọc như vậy cũng với giá là 140.000 cho một chậu vũ nữ bạch ngọc.
Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ sô cô la. Chậu vũ nữ sô cô la này thì cũng giả hành cũng rất là to, cũng bằng cái cổ tay người lớn luôn. Và những cái chậu vũ nữ sô cô la này cô chú chị thấy là không chỉ ngắm hoa đẹp mà ngắm thân lá cũng rất là xinh rồi ạ. Và đây là cái mặt bông của dòng vũ nữ sô cô la này. Đây ạ. Vòi hoa cũng vươn rất là cao với sắc sô-cô-la đỏ rất là quyến rũ như thế này, đẹp độc đáo như vậy. Và một chậu vũ nữ sô-cô-la này thì em cũng bán với giá là 140.000 cho một chậu vũ nữ sô-cô-la, cũng khoảng tầm 3-4 giả hành trở lên ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên. Những chậu sơn thủy tiên này thì hiện tại là một số cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Đó, một số cây đang bắt đầu là nhú nụ này. Dạ. Chậu nào chậu đấy thì hàng này đây ạ. Như cây này thì bắt đầu là mới nứt nụ ra thôi này cô chú anh chị này. Đó đây ạ. Nên là khi cô chú anh chị sở hữu một cái chậu như thế này này, đây này. Đó, cây đang bắt đầu là nhú nụ và nứt nụ rất là xinh. Một chậu sơn thủy tiên như vậy thì đủ cô chú anh chị có một giò hoa chơi xuân rực rỡ luôn ạ. Không chỉ đẹp từ thân lá mà cái hoa cũng rất là xinh. Em bán dòng này với giá 240.000 cho một chậu nhé. Giả hành rất là chắc khỏe. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc, trước tiên cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Mầm gốc thì lên quá nhiều luôn. Đó, chi chít mầm gốc này. Và cây hàng thì cũng đang bắt đầu là có nụ này. Trên thân thậm chí có cả ki nữa. Đó, cây đang bắt đầu là có nụ nhé. Và mầm gốc cũng đang lên. Cô chú anh chị nhìn cái dàn mầm của nó đang bắt đầu là nhú mầm, nứt mầm lên chi chít luôn. Và một chậu như vậy thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc hoa rất là bền, ba màu sắc pha trộn với nhau rất là hài hòa. Và ở đây thì em có một cái lô sơn thủy tiên hàng rời này. Giả hành có rất là nhiều dề luôn. Có một cái dề này giả hành to bự ơi là bự luôn này cô chú anh chị này. Và cái lô sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho lô sơn thủy tiên này. Và một cái lô dáng hương đuôi sóc. À dáng hương đuôi chồn chứ. Lô đuôi chồn này thì em bán 60.000 để cô chú anh chị sưu tầm này. Và bên này là một cái lô hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi còn có cây này vẫn còn đang nụ này cô chú anh chị này. Mầm gốc cũng đang lên như vậy đấy ạ. Đó, mầm gốc đang lên nhé. Và cái lô hoàng thảo u lồi này thì em xin phép được bán với giá là 90.000 cho cái lô hoàng thảo u lồi này. Tiếp sang bên này thì em có những cái loại lan em đã chia ra theo từng hình. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là những cái hình đai châu. Hình đai châu này thì đai châu ấy thì em có chia bán hàng cân hoặc em chia ra theo từng hình như vậy. Cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình ưng ý nhất ạ. Trước tiên là hình số 1, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hình số 1 này, một cái cây hình này có tất cả là 4 cây đai châu. Cây đầu tiên này siêu mít tròn đẹp. Và dưới này là 3 cây còn lại nữa. Và hình này em bán với giá là 240.000 cho hình số 1 ạ. Hình số 2, 5 cây 250.000 cho hình này. Bản lá cũng rất là to đấy ạ. 1 này, 2 này, 3, 4, 5 cây. Và tiếp theo hình số 3 là với 2 cây châu. Bản lá dày cộp, lá mít rất là to, bản đẹp. Cô chú anh chị ngắm cho em. 2 cây châu mít rất là đẹp ở cái hình này. Em xin phép bán hình này với giá là 330.000 nhé. Tiếp theo là hình số 4, cũng là 2 cây châu bản lá mít. Dày, lá rất là dày, đẹp. Hình này em bán 301 cho 2 cây này. Đó. Hình tiếp theo là hình số 5. Hình này em có 3 cây và 3 cây này em bán với giá là 270.000. 270.000 cho 3 cây này. Hình số 6 cũng 3 cây ạ. 3 cây châu mít bản lá to bự luôn đấy ạ. Đó, 3 cây châu mít này em bán 330.000. Và tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này thì em có 3 cây nhá. Cũng là 3 cây châu đấy ạ. 2 này, 3 cây châu rất là đẹp này. Hình này em bán 310.000. Và tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này em có 3 cây ạ. Đây ạ. 3 cây như vậy nhá. 3 cây này thì em xin phép bán với giá 170.000. Và hình số 9, 2 cây với giá là 220.000. 2 cây này 220.000 rất là đẹp ạ. Đó, cây to và lá dày đẹp nhá. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này cũng là 2 cây. Cây này quá nhiều lá luôn cô chú anh chị này.
Đó, cây thứ hai đấy ạ, có hai cây như vậy, hình này em bán 220.000. Tiếp theo là hình số 11, hình này có đến 7 cây nhá. Đó, toàn bộ có 7 cây nhá. Hình này em bán với giá là 300.000. Và hình dáng hương đuôi cáo số số 12 160.000 cho giò cáo này. Hình số 13 160.000 ạ. Và hình số 14 cũng 160.000. Hình số 15 với giá là 150.000. Và một giò giả hạc Hawaii. Giả hạc Hawaii chủ yếu hoa sẽ nở vào thời điểm Tết, mầm gốc hiện tại đang lên rất là nhiều. Giò giả hạc Hawaii này thì cũng rất là nhiều thân lá như vậy đấy ạ. Cái giò này em bán 350.000 cho giò giả hạc Hawaii nhá. Hiện tại quá là nhiều thân luôn. Cái giò này cô chú anh chị nào mà sở hữu nó đến cái mùa hoa, đến khi nào mà nó sổ hoa chắc chắn là vô cùng là rực rỡ nhá. Hình tiếp theo là một cái giò hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi đang rất là nhiều nụ đấy ạ. Mầm gốc thì chi chít luôn cô chú anh chị này. Đó. Mầm gốc chi chít luôn như vậy nhá. Cái giò vôi này em bán 130.000 thôi. Đây là dòng vôi Bắc nhá. Đây này cô chú anh chị này. Đó. 130.000 cho giò này cô chú anh chị được thưởng thức hoa. Không phải ghép, lại còn rất nhiều mầm gốc để cô chú anh chị có thể chăm. Tiếp theo là cái hình số 17. Hình số 17 cô chú anh chị nhìn cái dàn mầm của nó kìa. Rất là kinh khủng cái giò này cô chú anh chị nào mà sở hữu nó thì đến mùa hoa tới thì không biết là nó đẹp rực rỡ cỡ nào. Đây này. Cô chú anh chị nhìn dàn mầm này, cây thì cũng đang nụ này. Đó, đây ạ. Một cái bông hoa nở to đùng luôn cô chú anh chị này, thơm ngào ngạt luôn. Đó, cái giò vôi này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho giò hoàng thảo vôi này nhá, siêu nhiều mầm. Và một giò giả hạc Pháp. Cái giò giả hạc Pháp này thì hôm nay duy nhất cái giò này. Đó. Đang lên mầm gốc này, cây cũng đang nụ này. Cái giò này em bán 120.000, là hình số 9, 120.000 ạ. Và đâu hình số 9, đâu hình số 19 nhá, 120.000. Tiếp theo là hình số 21 này. Hình 21 là một cái phần, một cái giò cáo thuần của nhà em. Tuy nhiên cái giá thể của nó bị mục hết rồi. Đó, bị mục hết nên là em bỏ ra cái ghép vào gỗ ấy ạ. Nó mục hết như thế này nên là này, có một cái cụm bên này này, 2-3 cây ở khóm bên dưới này nữa này. Đó, cái lô combo hình cáo này, tất cả là 1 cây này, 2 cây này, 3 này, 4 cây. Nói chung là hàng thuần về cô chú anh chị. Chỉ việc ghép vào cái giá thể của mình là sẽ có giò thuần ngay nhá. Cái phần cáo này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho toàn bộ cái lô cáo này. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái đặc sản, cái đồ ngâm rượu của vùng Cao Bằng. Táo mèo. Táo mèo ạ, à, táo mèo vàng ươm luôn ạ, à, với giá là 100.000 cho 1 kg táo mèo khô. Xin dùng khô 100.000 cho 1 kg, chuối hột khô 100.000 cho 1 kg và cây hà thủ ô đỏ. Hà thủ ô đỏ này cô chú ý chị này. Rất là đẹp. Hà thủ ô đỏ 300.000 trong 1 kg. Hoàng tinh 200.000 trong 1 kg. Dâm dương hoắc 150.000 cho một bọc rất là to. Dâm dương hoắc ạ. Tầm gửi cây chanh 230.000 cho một túi. Tầm gửi cây nghiến 190.000 cho một túi. Và cái miến rong của vùng Phe Đén Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 130.000 cho 1 kg. Và cái này là cái chè sơn mật hồng sâm với giá là 80.000 cho một gói. Cô chú anh chị nhìn là cây cái chè bên em thì nó rất là nhiều hoa nhé. Và chè rào khổ lam là 60.000 cho một hộp chè rào khổ lam này với 20 túi lọc bên trong ạ. Em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1 kg và rêu rừng là 50.000 cho 1 kg. Bên này em có thêm rất nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Em có hùng nguyễn này. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Duy đỏ 60.000 cho một ống. Duy xanh 50.000 cho một ống. Atonic 10.000 cho một gói. Thuốc trị đệt và có loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 20.000 cho một gói. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón
lá cũng dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ nhé. Liền da Mỹ Tiến với giá là 50.000 cho một lọ. Phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và đồng thời kích thích ra rễ cực mạnh. Với 20 túi lọc bên trong một cái hộp như vậy với giá là 35.000 cho một hộp. Bà Sen 20.000 cho một gói. Phát tan đặc trị thối nhũn với giá là 15.000 cho một gói như vậy. Và cái đây là đâu cắt tan đâu. Chicho để mai chứ, phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ hữu hiệu, một gói 25.000 nhá. Và chicho để ma một cái hộp khối lượng 1 kg với giá 130.000. Và cái phân bón dạng nén này 100.000 cho một gói. Em có kim kim boom đặc trị thối nhũn với giá là 25.000 cho một gói. Cái cắt tan em có thêm cáp tan cũng đặc trị thối nhũn của Thái ạ, với giá 35.000 cho một lọ. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất tiện dụng, em bán với giá 35.000 cho một lọ này. Và phân bón của Thái với giá em bán là 50.000 cho một lọ phân bón Thái này. Em có cái Kiwi Pro nhá. Cái Kiwi Pro này với giá là 350.000 cho một lọ này. Rồi là em có cái sản phẩm đó chính là Rotin. Cái sản phẩm Rotin này thì cái này thuốc sát khuẩn sử dụng rất là tốt luôn. Rotin ạ. 150.000 cho một lọ rốt tin. Bên này thì em có thêm cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 nhé. Sản phẩm này thì hoàn toàn tự nhiên, không rất là nên là rất là lành tính đối với sức khỏe, mà nguyên liệu từ địa phương, sản xuất tại địa phương, nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái giá thành của cái sản phẩm tinh dầu hồi này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nha em ạ. Em xin phép dừng clip ở đây.